anh tên gì? Anh tên gì? Anh Thế hả? Giờ là chủ vườn ở đây. Hồi xưa nói sao cái ngọn ở đây nó sao? Còn nó khô hết vườn ấy, là đòn nó khô, nó rụng hết đó. Anh sử dụng si là được bao lâu rồi? 15 ngày. 15 ngày, à, đất lại Phước An tốt mà. 30 tháng 11 là khách hàng của Hạnh hả? À. Làm sao mà cái sầu riêng phải đẹp như Hạnh vậy đó? Dịu dàng như Hạnh đó, mà biết đẻ thì nhiều không biết rồi, phải trái với nhiều Hạnh. Thích chậu Hạnh, hiền thích chậu. Dạ, cái này phải mất nhiều tháng mới liền lại rồi. Cái đầu đọt rễ, rễ nó hư thì đầu đọt nó cháy nha. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là sắp tới nữa đó thì nội sinh, tức là cái đầu lá này nó không có, nó phải bóng mượt mới được. Cái này là chưa làm, cái này chưa làm đúng không? Còn lá phải bóng mượt mới được. Cái này là cái đọt mà được nó khô hết. Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn chưa khỏe nha. Tức là này, không thấy không? Lá nó vẫn đúng là rễ nó chưa đủ dưỡng chất nên là cái này đầu thấy không? Trơn rồi. Đúng rồi, nó vẫn kiện được dinh dưỡng đầy đủ được nên là thằng sắt ha. Đã vậy rồi. Chưa sáng đúng không? Nhưng, đúng rồi, sáng rồi. Sao mà sáng được, em mới có 15 ngày mà nó như thế này sao? Thằng này đâu đỏ gì rồi. Không nở, không rạng gì hết. Sao nó nở được? Mang cái vé này, cái này là mang cái vé này. Đúng rồi, đừng có vặn nha. Cây sầu riêng đó nó vặn đó, ở đây gió. Xin thưa nó vặn còn khó cứu hơn là bị phi tót nữa. Ngộ lắm, cái sầu nó vặn một cái là khó cứu. À, cây nhỏ thì khỏi nói rồi. Cây nhỏ thì nhanh rồi ha. Đúng rồi. À. Bắt đầu cơ lá thứ hai ra đi là không bao rầy đó, không có rầy đó nha. Mấy cái kia đầu sau là đầu. Không, nhỏ mà đã bị phi tốt rồi. Nhỏ đây mà bị là biết rồi nè. Nhưng mà trong năm ngoái này. Có từ từ. Anh ấy cây sầu riêng là trồng mấy bao lâu rồi, anh đổi xi bao lâu rồi. Đang mấy năm ngoái đi tốt. Đúng rồi. Mấy cái đất này. Cái này trồng được thằng cô mua mưa. Mưa năm ngoái cho khoảng tháng 7. Tháng 7 á. Dạ. Cái này cô gì? Cái này bụng em trên em á. Đến bây giờ 15 tháng mà anh đổ xi được bao nhiêu ngày rồi? 15 ngày. Chưa tới 3 mét rồi. Cơ anh thấy cơ nó đi bao nhiêu cm?